Chào các bác, hôm nay bên em về được một máy Akai chạy băng 7 cực chất. Em xin lên sóng và giới thiệu cho các bác. Trước đầu Akai được thiết kế theo cái lối máy cổ. Em này ra đời vào những năm 75 đến những năm 77. Akai 4000 dB, 4000 dB. Em này thì nổi bật với cái thiết kế của nó trông khá là cổ kính. Máy thì sẽ có cái thiết kế theo cái chiều ngang chứ không phải theo chiều đứng như là các cái máy khác thông thường, thì trông nó đẹp và cổ kính. Toàn bộ là máy thì được đặt trong một cái hộp gỗ còn rất là đẹp như này. Kích thước chiều ngang của nó thì khoảng 40 ngoài 40 và cái chiều cao của nó thì chỉ khoảng hơn 30 thôi. Akai RX 4000 dB được sản xuất để chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch, 4 track, 1 chiều thôi các bác. Máy thiết kế điển hình là cái mặt của nó là mặt màu màu trắng, đa phần là màu trắng, điểm xuyết những cái phần màu đen. Đấy, chữ lại chữ trắng luôn, rất là nổi bật. Model là 4000 dB ở đây. Hai cụm đồng hồ vô nhỏ nhắn xinh xắn, các cái phím volume cũng làm bằng chrome sáng bóng và các cái phím bấm này hãng họ làm rất là chắc chắn. Đấy, toàn là cơ hết cho nên là rất ít khi là hỏng, có thể nói là bền vĩnh cửu luôn. Em này thì là hàng xuất Đức, chạy đa cầu điện, hàng xuất Đức. Các bác xem giúp em cái sợi dây nguồn, thứ nhất là nó màu trắng, thứ hai là cái phích cắm nguồn của Đức đây, họ làm một cách quá là kỹ lưỡng. Đấy, cái phích cắm này thì cũng không biết là dùng đến khi nào nó mới có thể hỏng đây. Sinh năm những năm 75. Đấy, tuổi đời của nó cũng khoảng 50 năm tuổi đời rồi. Đây là cái phần mặt sau của em Akai 4000 dB, hình thức còn rất đẹp và đẹp móc mắt luôn. Đấy, chạy đa nguồn điện, có một đường line in và một đường line out. Phía bên kia thì chế độ thay đổi cầu điện. Đấy, bên em đang để 220V, vỏ còn rất là mới, zin nguyên bản và mộc bản theo thời gian. Tiếp theo thì về mặt trước, em này các cái núm nút thì toàn là cơ hết thưa các bác, toàn là cơ hết các bác nhé. Và máy chạy được hai tốc độ nhanh chậm, tuy nhiên để chuyển tốc độ thì chúng ta sẽ không vặn nút nữa mà chúng ta sẽ sử dụng cái thao tác là ở cái trục bu li của bánh tì này, nó sẽ có hai nấc. Đấy, nếu chạy tốc độ chậm thì chúng ta chỉ kịp để ở cái nấc nhỏ này thôi. Đấy, và chúng ta có thể cất cái vỏ lồng này vào đây. Đấy, trông trông cũng khá là hay. Đấy, nếu như các bác chạy tốc độ chậm nhé. Còn các bác mà chạy tốc độ bình thường ấy thì chạy tốc độ bình thường thì chúng ta lại trả cái vỏ đấy vào đây. Đấy là chạy tốc độ bình thường. Trông cũng khá là hay. Đấy này là ý em muốn nói là đây là một con máy cổ thì nó cái phần cơ của nó là nhiều. Cả các cái nút công tắc này toàn là cơ hết cho nên là rất bền. Cơ hết không biết là đến khi nào là mình có thể hỏng được. Đấy. Con này thì dĩ nhiên là nội thất sắt xì 7 màu rồi. Hàng Đức về rất đẹp, mặt mũi sáng choang, không có trầy xước. Cái mặt của nó không phải trắng tinh đâu, nó hơi màu hanh hanh. Bây giờ thì tháo cái nội thất cho các bác chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng cái nội thất của em này. Nội thất của nó thì quá đẹp, sắt xì 7 màu. Có thể quan sát được cái phần hộp gỗ của nó rất đẹp. Và đây là cái phần nội thất của em Akai 4000 dB. Mặc dù tuổi đời rất sâu rồi nhưng mà những cái hàng bên Đức về nó còn rất là đẹp như thế này. Đấy, bởi vì bên kia họ ít xài cũng như là người ta bảo quản tốt, hàng về nguyên bụi nhé, em chưa có lau bụi đâu. Đấy, còn rất mới. Và các vỉ mạch họ giấu ở hai bên đây này,
một cách rất thông minh. Người Đức thì vô cùng gọn gàng rồi, từ những cái loa hay là âm ly các thứ thiết kế rất kỹ càng. Đây nhé, mạch ở bên này, mạch ở bên này, và phần giữa thì để bố trí cho phần cơ được rộng rãi. Đấy, đấy, mạch ở bốn xung quanh luôn, và phần giữa là phần cơ. Đấy, máy nguyên bụi đây nhá, quay kỹ cho bác xem. Đấy, đấy, nguyên bụi nhá, chưa hề lau chùi nhá, đấy, mà đã để mới và đẹp như này rồi. Đấy, rất đẹp. Đấy, bao zin nguyên bản 100%. Đấy, bao zin nguyên bản 100%, hình thức rất nuột là ok, quá đẹp. Đây là máy cổ, máy cổ của Đức đấy. Mạch họ để hai bên, nguồn đây, nguồn vàng vô cùng là ấn tượng. Bây giờ em lắp vào và em sẽ test cho bác nghe ạ. Xài điện 220V cho nên là các bác yên tâm, không sợ cắm nhầm điện, cắm thoải mái. À, vâng, đối với sản phẩm là chiếc đầu Akai 4000DV có một mức giá rất tốt cho anh em chơi, 10.300.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. 10.300.000 đồng cho em Akai 4000DB, mời các bác chúng ta cùng thưởng thức ạ. Tiếng rất tốt, con này thì tiếng cực tốt luôn. Vâng, nhạc tiếng hát Duy Khánh số 2. Một số bài ca tự tình dân tộc đã từng nổi tiếng từ hơn 20 năm qua, và một vài tác phẩm mới nhất nói lên khát vọng của người dân Việt hôm nay. Với tiếng hát thoát từ đáy lòng mình, tiếng hát quê hương muôn đời, tiếng hát Duy Khánh. Thank you.
Em này thì tiếng cực kỳ là tốt luôn. Em sẽ thử chức năng tua cho bác xem. Đấy. Máy tua thì cũng rất là êm và mượt mà. Đối với cái dòng sản phẩm này, Sóc Đặt Trần có mức giá bán là 10 triệu 300 nghìn đồng. Các bác nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em Đặt Trần để chúng ta sở hữu được em máy này. 10 triệu 300 nghìn đồng thưa các bác. Sóc có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship từ các bác. Ở đây thì có một cái công tắc đôn bay. Đây là đang bật chế độ đôn bay, chúng ta có thể tắt đi. Tiếng nó khác luôn. Đấy. Rất là nhiều các cái chức năng điều chỉnh tiếng. Em này mặc dù cổ nhưng mà nó có cả cái đường tép và đường sao riêng. Đấy, những cái em khác không có đâu. Equalizer thì có 2 phần, 3/4 là tiếng sáng hơn này, 1/2 là tiếng nó trầm hơn này. Đấy. Say mê theo vũ điệu nhiệt cuồng thị thành, tôi phải làm sao? Người ơi, chắc người cũng hiểu rằng quê mình từ lâu lừa bình gieo tang tóc chiến miên, bây giờ bình yên dù bình yên nhưng căn số thiếu phụ vẫn còn, nhưng anh em thiếu hụt áo mòn nên tôi hay hát lời nhạc buồn. Tiếng quá đã phải không ạ? Tiếng rất chất luôn. Người ơi, người tôi không là gỗ đá, trong tôi trong căng. Tràn chứa tình người, trên môi tôi hay thiếu nụ cười, vì nụ cười là nước mắt khô mà người đời trẻ lấp đau thương. Người ơi, tôi không dối mình dối đời. Vâng, em Đặt Trần cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip. Trước đầu Akai 4000 dB có mức giá bán rất tốt, 10 triệu 300 nghìn đồng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.